Khi bạn làm mọi điều với tình yêu thương và lòng biết ơn thì sức mạnh của nó sẽ là vô biên. À, hôm nay thì ngọc anh xin kể với các bạn một câu chuyện à, tại khoa học lập trình minh mệnh tại hà tĩnh vào tháng 5 vừa qua à, trong khoa học lập trình minh này thì ngọc anh đã được đi cùng với bà xã của mình cái niềm vui gấp đôi nhất là trong rất nhiều năm vừa qua ngọc anh đi học và phát triển thì chưa lần nào bà xã mình đi cùng nhưng mà trong khoa học lập trình này thì chính bà xã của mình đã mong muốn được đi cùng với ngọc anh để có thể trải qua những khoa học này thì ngọc anh cảm nhận thấy là nó là một niềm vui vô cùng bờ bến và đặc biệt là ngọc anh cảm nhận thấy trong 5 ngày học vực lại gặp trình bệnh thì thầy đã cho ngọc anh hoàn toàn được cái tư duy để trở thành một người thay đổi hoàn toàn cái tư duy đó à, thì ngọc anh đã nhận được rất nhiều điều đó là gì ạ đó là từ cái tầng vị kỷ các bạn nhé từ vị kỷ ít chia sẻ này ít giao lưu này ít kết nối này và rất lười để có thể chia sẻ với các bạn thế thì ngọc anh đã thay đổi được hoàn toàn sau năm ngày học vừa qua tại lập trường bệnh đó là trở thành một người có tầng tư duy vị chủng đúng không từ vị kỷ mà chúng ta chuyển đến vị chủng được thì vị chủng là cái tầng tư duy mà chúng ta à, có thể sẵn sàng chia sẻ này giao lưu và kết nối này và đặc biệt là giúp đỡ cho mọi người thì bản thân mình cảm thấy vui hơn đúng không ạ À, qua năm ngày học vừa qua thì ngói nhận thấy được những cái giá trị hướng tới nhá giá trị hướng đến, các bạn giá trị hướng đến là chúng ta mang tới niềm vui, hạnh phúc cho mọi người, đúng không ạ? và cái giá trị nó tránh là chúng ta có thể né tránh những cái điều tiêu cực, né tránh những cái điều mà chúng ta không nên nghĩ tới, đúng không? để có được cuộc sống tốt hơn. À, trong năm ngày học vừa qua thì Anh nhận thấy được cái điều mà cái tư duy tích cực, các bạn thấy không cái tư duy tích cực và cái tư duy tiêu cực nó làm chúng ta, nếu như chúng ta luôn luôn chúng ta suy nghĩ về những tư duy tiêu cực thì cuộc sống của chúng ta sẽ cảm thấy không được vui mà chúng ta suy nghĩ về những tư duy tích cực là ngày mai sẽ tươi sáng hơn ngày mai sẽ đẹp hơn thì cuộc sống của chúng ta sẽ cảm thấy vui hơn đúng không ạ và cái điều mà anh nhận được đó là chính bà xã của mình chính bà xã của mình đã đến bên cạnh mình ở bên cạnh mình và chia sẻ với mình về những cái điều đó à, bạn ấy viết ra những cái sống tâm thư vào cái ngày cuối cùng và bạn đã nhận được một điều là học tập học tập và thay đổi thì đã làm cho chúng ta được thay đổi được không? đó là tư duy học tập trọn đời để thay đổi để phát triển để có thể giúp cho chính gia đình mình được hạnh phúc này cuộc sống mình được tốt hơn này và đặc biệt là công ty mình làm việc được tốt hơn thì nhận được cái tầng năng lượng này và anh đã mong muốn là truyền tải tất cả năng lượng đó cho tất cả mọi người cái giá trị mà chúng ta mang tới đó là giá trị mang tới cái niềm vui đúng không ạ Thế làm thế nào để chúng ta có thể mang tới cái niềm vui đó thì các bạn có thể tham gia vào những khoa học của thầy Phạm Hình Long. Thật sự là vô cùng biết ơn thầy Phạm Long đã làm thay đổi hoàn toàn được con người của ông anh nhá, hoàn toàn thay đổi được cái tư duy của ông anh. À, từ con người là ăn chơi này mà để trở thành một con người là tập trung nhá, tập trung vào điều mình muốn. Thế thì có ba cái điều mà ông anh muốn chia sẻ với các bạn đó là ngôn ngữ cơ thể, điều tập trung và ngôn từ. Đây là ba từ mà Ngọc anh muốn chia sẻ với các bạn. Nếu như chúng ta là một người sống tầng năng lượng cao, đúng không? 200% hoặc là các bạn sống ở tầng năng lượng 310 thì các bạn luôn luôn có sức mạnh, đúng không? Thì sức mạnh nó nằm ở sự tập trung. Đó thì trong lớp học và trường hình mệnh vừa qua thì ngồi anh nhận được một điều tuyệt vời hơn nữa vào ngày cuối cùng các bạn nhé và ngày cuối cùng là trường hình mệnh à, trải qua 5 ngày học nhưng mà ngày cuối cùng là ngày ý nghĩa nhất của cuộc đời của Ngọc anh đó là gì ạ à, khi mà chúng ta được nhận cái ngọn nến khi mà tất cả các bạn được nhận ngọn nến này à, để thắp sáng nhé thắp sáng và khơi dậy những nguồn cảm hứng cho mọi người thì Ngọc Anh cùng với tất cả những anh em yêu kem đã sử dụng ngọn nến này để thắp sáng và châm từ cái ngọn nến nhá châm từ ngọn nến này từ bàn tay của thầy đó từ bàn tay thầy thầy trao cho Ngọc Anh và rất nhiều chị em cầm những ngọn nến này để đi châm và cho mọi người để khơi dậy cái niềm cảm hứng đúng không à, niềm cảm hứng và thắp sáng cái lan tỏa được cái niềm hứng đó sắp sáng lan tỏa được cái giá trị đó tới mọi người và sau khi mọi người hoàn thành bài tập đó thì mọi người đều vui mọi người cảm thấy hạnh phúc khi mà chúng ta à, gặp nhau được cầm một nến treo cho nhau và đặc biệt là ôm với nhau và nói với nhau một câu à, cảm ơn bạn biết ơn bạn đã có mặt tại đây và chúng ta ôm nhau đúng không ạ à, và trong khi mà chúng ta chuẩn bị à, cho buổi lễ chuẩn bị của ngày cuối cùng buổi cuối cùng để chúng ta à, chúng ta cùng nhau à, chia tay nhau thì thầy đã gọi ngọc anh lên sân khấu và thầy nói là à, mời anh ngọc vân lên sân khấu và trao cho ngọc anh ngọc vân một cái ngọn nến đây là ngọn nến trực tiếp của thầy và những lớp học trước thì thầy hay sử dụng ngọn nến này à, mang về và thầy để thắp sáng và thầy khơi gợi cứ cùng cảm hứng cho mọi người và khoa học tiếp theo nhưng mà riêng khoa học năm nay nhá riêng khoa học năm nay thì thầy đã gọi ngọc anh lên và trao cho ngọc anh ngọn nến này thì trên tay ngọc anh đang cầm cái ngọn nến của thầy phạm thành long đúng không ạ các bạn đã nhìn thấy là đây? đây là ngọn nến của thầy phạm thành long à, thầy đã thắp sáng được cho bao nhiêu nghìn người và thầy đã giúp đỡ được cho bao nhiêu người thay đổi học tập và phát triển và thành công đúng không ạ thì ngọc anh là một trong những học trò cưng của thầy và thầy rất yêu mến ngọc anh và thầy đã tặng cho ngọc anh ngọn nến này với mong muốn là giúp cho ngọc anh thay đổi được cái tư duy phát triển và À, chắc là thầy sẽ nhận được ngọc anh nhận được một tăng năng lượng gì đó từ ngọc anh đó là luôn luôn công hiến đúng không luôn luôn công hiến và cho đi đúng không từ khóa cho đi à, các bạn nhớ cho đi để các bạn cho đi nhiều thì các bạn sẽ được nhận nhiều hơn Thì đây là năng lượng mà ngọc anh muốn chia sẻ cùng với các bạn thầy muốn cho ngọc anh à, hãy trao những giá trị lớn nhất để lan tỏa tới cộng đồng để có thể giúp cho cộng đồng phát triển cộng đồng thành công và các bạn thành công thì ngọc anh cũng cảm thấy vui và thầy đã cho ngọc anh một cái sứ mệnh đó là thắp sáng nguồn cảm hứng cho mọi người và giúp cho mọi người thành công bằng những tầng năng lượng là sẵn sàng cho đi đúng không? Đó là tầng năng lượng 310 và các anh hiểu được điều này thì các anh đã hiểu được sứ mệnh của mình đó là sứ mệnh của các anh là mang tới niềm vui hạnh phúc cho mọi người hoặc và chỉ khi các bạn thành công các bạn phát triển thì ngọc anh cảm thấy cuộc đời của mình có ý nghĩa hơn à, và cuối video hôm nay thì ngọc anh vô cùng biết ơn thầy phạm đình long à, thầy đã giúp cho ngọc anh à, thay đổi được hoàn toàn tư duy giúp cho mình từ một người mà không biết kinh doanh à, sự phát triển không có không có đội nhóm và không có sự thành công và bây giờ thì ngọc anh đã có một cái hệ thống và phát triển rất là tốt à, và đã ngọc anh đã trở thành một chuyên gia về đào tạo setup chuỗi sao À, đã mang rất nhiều những giá trị cho mọi người. Với mong muốn là cải thiện hơn nữa, học tập hơn nữa và tốt hơn một phần mỗi ngày. À, trong video hôm nay thì ngọc anh chỉ muốn vô cùng biết ơn nha, vô cùng biết ơn thầy bạn minh long và câu nối yêu kem đã giúp cho ngọc anh thay đổi để trở thành một con người sẵn sàng cho đi, sẵn sàng kết nối và khi chúng ta làm một điều với tình yêu thương và lòng biết ơn thì đúng sức mạnh của nó sẽ là vô biên. Thì câu cuối cùng ngọc anh muốn chia sẻ với các bạn đó là gì ạ? Sức mạnh nằm ở sự tập trung. Nếu các bạn tin ngọc anh team về cộng đồng yêu kem, tin mà thể phạm bình long thì các bạn hãy cho ngọc anh cơ hội được kết nối với các bạn, được giúp đỡ các bạn và được phù hợp các bạn. À, xin cảm ơn tất các bạn đã theo dõi video này. nếu như các bạn thấy video này thấy hay thì các bạn có thể subscribe -like này, chia sẻ và đăng ký kênh youtube của ngọc anh official hoặc là kênh facebook của đào anh, comment page của đào anh để ngọc anh có nhiều giá trị hơn nữa chia sẻ và giúp đỡ cho mọi người. À, xin cảm ơn các bạn.